Quý sư đại đức, nếu có người du hành đến chùa Myanmar, nơi nhục thân vị A-la-hán Sunlun Sayado được bảo quản, đảnh lễ, cúng dường và ước nguyện, giống như những người khác đã làm trong kinh trước bảo tháp của Đức Thế Tôn, điều này có được coi là ổn và phù hợp không? Thưa với quý vị, thì trong trường hợp này nó còn tùy thuộc vào cái trạng thái tâm của mình, nó có mãnh liệt hay là không, rồi cái sự nỗ lực của mình nó như thế nào. Tại vì 1 triệu của người giàu nó không giống như 1 triệu của người nghèo. Cái năng lực tài sản mình bỏ ra đó, nó không có giống nhau. Rồi cái sự nỗ lực tâm đó, nó không giống nhau. Cái chuyện mà mình đi vé máy bay, mình qua đến cái xứ Miến Điện, thì nó sẽ không giống như cái chuyện là mình đi bộ, mình qua tới bên đó. Sư nói như vậy không phải là sư kêu quý vị đi bộ, mà để cho quý vị thấy cái sự nỗ lực mình ra sức để đạt được nó không giống nhau, thì cái phước cũng không giống nhau. Rồi cái trạng thái tâm khi mà mình tới nơi nó không giống nhau, thì cái phước cũng không có giống nhau. Thành ra là đương nhiên quý vị có làm là có phước, còn cái phước đó nó lớn tới đâu thì nó tùy thuộc vào 3 điều. Thứ nhất là mình nỗ lực như thế nào để mình làm cái điều đó. Thứ hai, mình trả giá như thế nào để mình làm điều đó. Và cái thứ ba, cái tâm mình nó như thế nào khi mình làm điều đó. 3 điều này nó sẽ quyết định là cái phước mình nhiều hay ít. Cho nên là quý vị làm thì cứ làm, nhưng mà nhớ nghe lời của sư thì mình sẽ có sự chuẩn bị phù hợp. Và câu này sư thấy cũng không có vấn đề gì, cho nên là sư qua câu hỏi tiếp theo.